thì muốn này đi cố vấn trực tiếp là để đi vào bố viện đó, trong thêm thắt trong nuôi bộ với cháu để tham lướt mang làng đấy. Thì hân hạnh mà bây giờ để báo cáo về tất cả cái dòng cháu đúng không ạ. Trước khi cậu thôi là đồng chí là cậu Yến rồi. Từ thó là chủ tòa chắc là cháu điều khiển luôn. Đấy. Tân cầu cầu phong thì Thái Lan báo cáo về tình hình hoạt động của trong hộ cháu. Thứ nhất là việc viên hỉ thì yếu và việc yếu trong hoạt động của trong hộ của cháu thì tham ăn đến nhà đại cần lăng thì đồng thấy cầu đi hơi óm ánh đó. Thường xuyên cháu cũng gọi là họp được ăn là cứ tháng 7 hàng năm, nhưng mà khi này thì vẫn cái dối ốc chỉ mừ cảm giác mừng bé rồi. Đây là thứ nhất là bên viên này bắt đầu sẽ tham gia ý kiến có nó thì việc bây giờ thì cái hay ví dụ như vì thân bây giờ đây là cháu cậu này hết đầy cái lăng không biết cái lăng nên thắc mắc rồi bắt đầu chụp cái đó. Quý như phòng thì là mình biết là xuất cái gì trong họ không có được cái đó đâu anh. Tổng số lái là hiện nay là đã thu được 480.000 là những tiền lái, đến bữa nay đã thu thêm đầy của cá hóa đấy thì là 300.000 đấy. Tổng số tiền quý của họ lên thì là hiện nay có 10.500.000 thông báo với họ này luôn ạ. Thì là gần người khác nhà không hỗ trợ với trong họ vay thì là lãi 1.5 và lãi thu nhập của họ thông báo với cái đoàn nhà tiền khuyến học về là mỗi một hồ 20.000 thì cái này lúc lan lên chảo là cứ đẩy mi thì cứ mà ở chuyến bằng làm 200 đấy, là
tất cả và ý kiến của tất cả thì đó là lại vấn đề là quá trình để thực hiện đang là nghị quyết của ủy ban nhân dân tỉnh về vấn đề giảm bớt mái chạy dưới xin cũng có thể là một số vùng một số nơi thì thật như anh biết đó bán vé nha đã là nghị quyết rồi nó thống nhất là tất cả các xã đều phải làm như thế nhưng mà này chưa có đài cũng đúng thôi đã là lúc lần lên rồi ai cũng muốn bán thứ thì khả năng trọng là đương nhiên chẳng hết là dứt khoát là giao chấp hành và vấn đề này là từ vấn đề chữa họ và tất cả các họ khác thì có thể có thế nào đồng thời là có cái đề trình nào là lên xã có thể bổ sung thêm được không? Thực hiện đầu tiên thì được huyện mở cái hội nghị nhà thánh là trực tiếp được mời những tầng huyện tham gia, thế là cũng vinh dự cho mình và nhiều người phải biết khen. Lá này là pi là cho ý kiến này thì bao thân bao mục thứ nhất là bao trưởng phó họ lại thì cái này bản thân lan thì lan trưởng họ thì cái này lan thử lan cho nghỉ cá trưởng họ thứ thân trưởng họ vẫn là cá xoan đấy còn là mà thứ hai là lan qua đài nếu anh chị luôn luôn đại luôn toàn nếu mà lan qua đài là do điều kiện cảnh nào đó thế nên là quý đại đi ơi thì là lan qua đài có quyền chỉ đi nếu anh chị à như tấm này mà có quản lý học thì bất điều thế ao trực cái lòng điều đấy nhưng mà theo ý kiến của cháu ba ông này là cái đợt này chúng ta vẫn để nguyên cái bộ khung này vì làm nó có nề có nếp rồi thế là theo ý kiến cháu rồi để xem là tất cả và quý nọ cháu là có nhất trí bao thứ nhất là cái soạn đấy hết trưởng họ quý nọ nhất trí bao thì giơ tay nhất trí đấy thứ hai là đàn có lại xem là ý kiến của đàn thứ ba là áo trực nhất trí
Đấy. Đồ mưa tiếng này. Đồ mẹ. 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 Chúc mừng tiếp theo.